Hello, chúng ta quay trở lại với trận đấu Tùng và đến với một giá đường trên của The Ball. Ngày hôm nay sẽ là một kèo đấu rất thú vị giữa Ramos của The Ball cùng với một cao pick đó chính là Chando. Chando là một con tướng có thể hút chỉ số của đối phương và chắc chắn đây sẽ là một kèo đấu khó khăn dành cho The Ball. Cùng xem The Ball sẽ giải quyết kèo này như thế nào anh em nhá. Let's go. Ok. Ok, cùng đến với giáo án của The Ball với một kèo đấu khó, một kèo đấu bị cao pick bởi Chando. Ngọc tái hợp cho anh em tham khảo sẽ là dư chấn đàn phá hủy diệt kiểm soát điều kiện cùng với kiên cường bảng phụ lấy giày bánh bí quy tốc đánh cùng với máu theo cấp đối phương last pick một con trăn đồ anh em ơi ván này dự là sẽ âm giáp mà âm giáp rất là nhiều luôn Trundle anh em nhé cái chiêu cuối con trăn đồ nó hút giáp của ramus thì trăn đồ nó sẽ rất là trâu trong cái lúc mà nó đang bật chiêu cuối chinh phục mà cùng xem đội bao sẽ giải quyết cái câu chuyện bị cao tờ pick như thế nào đây là cao chính của đội bao Trận này thì diễn ra cũng cách đây tầm một tuần rồi anh em ơi Và cùng xem xem là cái tương thích Giữa Rammus cùng với Trundle Khi mà Rammus có tầm 1.000 giáp cùng với Trundle Nó kích chiêu cuối lên thì sẽ khủng khiếp cỡ nào anh em nhé Và tất nhiên thì Đánh Rammus đi top thì xác định là fit rồi Cùng xem xem là fit bao nhiêu mạng Gánh tim ra sao Nhìn vào đội đối phương thì các bạn thấy là có sát thực phép đến từ Huy, đến từ Zerath, đến từ Elise các kiểu. Thì đây là một ván đấu mà đối phương không nhiều sát thực vật lý giống như các giai đoạn trước đó nữa. Thì cùng xem đội bao sẽ gánh team với mất được hay không. Đội hình của team đội thì có hai con AD đó là Koki cùng với Jhin, dừng là Belvet. Những con như là Koki, Jhin, Belvet mà gặp một con đồ nó đang bật chu cuối lên là không thể vào đam anh em nhé lúc mà đờ bao đang kích w mà con trong đó nó nhấn cái r thôi nó lên cỡ tám chín giáp là giết không nổi và tất nhiên là trong đầu là một con tướng đẩy lẻ rất là mạnh thì cùng xem đờ bao sẽ xử lý kèo này như thế nào khởi đầu với một cái giáp lụa cùng với tái sử dụng bình thường mà thôi cùng xem xem là cấp độ 1 thì đờ bao có proxy được hay không Proxy được ở level oh, 1 thì man, quá man, tốt yeah. luôn anh em nhé Bởi yes. vì là nó sẽ giúp cho con Ramus này thì Có được cái áo tràng gai cực kỳ sớm và Tất nhiên các bạn biết rồi The Vow mà đánh rank pick Ramus vào Thì đối phương sẽ có những pha đánh chặn ở level 1 bro, I, bro, Nhưng mà đây là một tình huống <laughs> Belvet di chuyển cắm mắt ở khu vực bùa đỏ The Vow bắt đầu vòng ra được phía sau trụ đối phương Và đối phương có một pha xâm lăng rừng với mạng chiến công đầu dành cho Gerard và tất nhiên đối phương đi 5 người xuống đường dưới thì sẽ không có người nào cản con Ramus này xuất hiện ở tại khu bùa đỏ cả. Chặn lính farm cấp 1 ha. Bởi vì nếu mà chặn lính được farm ở cấp độ 1 như thế này thì có thể sẽ farm được tầm 3 tơn Cùng xem xem là với tình huống đối phương có được mà hạ gục. Ồ, oh, chặn đầu đánh chặn và không cho... Ây da, à, cái gì đây? Có dây nữa hả? À? Không chặn được lính rồi anh em ơi bật W và sau đó thì rút lui mà thôi Không proxy được ở level 1 rồi Kiểu cái bài này nó quá quen rồi anh em Đối phương có chiến công đầu nhưng vẫn về kịp đợt lính Để không cho được bao chặn lính và mất cho mình đó là khoảng chừng hơn 200 máu ở đây Thì xác định là đi đường với trận đồ bị nó cắn cực kỳ đau Ramus có 55 giáp cùng với 55 đam tay Cái quy của chân đồ thì nó trừ đam tay Cái R của nó thì trừ giáp Đó là cực kỳ khó chơi Rồi bật W đánh tay vào tướng để khiêu khích lính ha sau đó thì lát hít chiêu chiêu Bấm bình lên luôn rồi Phía bên kia cho đồ đánh bằng tốc hành và có sẵn sàng tấn công Một ngọc Onin rất mạnh ở tại thời điểm này khi nó gia tăng sát thương trong suy suốt thời gian giao tranh Chế hít ngắn hạn cũng tốt, đối phương có level 2 sớm Vì đối phương có kinh nghiệm từ mã hạ cục chiến công đầu à, khó rồi anh em mới bấm bình lên farm chiêu chiêu thôi Không có cách nào đánh lại con đồ đấy anh em nhé Chắc là phải lát hi dưới trụ mà thôi Bật W cố gắng lát hi dưới trụ đến từ đời bao Lát hi rất tốt Và level 2 sẽ có lẽ nâng vào Q để mix down cùng với kích dư chấn Rồi kích dư chấn thành công Belvet có mặt Trundle level 3 nha Kích sẵn sàng tấn công đến từ Trundle Và sau đó thì tốc hành đến từ Trundle Tốc hành tới từ đời bao W đã hồi đến từ đời bao W thành công tới từ Belvet và sát thương là đủ Belvet có được mà hàng gục đời bao thì có điểm hỗ trợ trong khi đó thì cánh dưới bản đồ cũng có những tình huống đổi mạng diễn ra đến từ cả hai bên going on today? First game I got ganged. level 3 camp gang. This game I get 3 camp ganged. What's going on? Đừng <laughs> kêu là, là cái game gì là cái game gì đây? Tại sao tôi lại được dừng ganh ở level ba nhở? Dừng ba bãi lên ganh tốt, nó có vẻ là hơi lạ. Trước giờ thì toàn là đối phương lên ganh được bao sớm thôi. Nhưng ngày hôm nay là một tình huống được dừng lên ganh sớm và sau đó thì bị chân đổ solo kill ở đây. Thôi được rồi, có kéo chàng gai được rồi, anh em TP anh em ơi. Dưới nốt tân lính lấy kéo chàng gai và sau đó thì về TP lên thôi mạng vừa rồi thì Belvet là người ăn đợt lính xấu nên bắt buộc phải TP reset ít nhất là có kéo chàng gai để chặn lính farm cùng với chống chịu cái lượng sát thương tới từ Trundle reset anh em ơi reset reset ok sau đó thì chạy một cái đường vòng rất là xa để có thể proxy tân sau Trundle thì sẽ giật về để farm an toàn dưới trụ trong khi đó thì đội bao sẽ đi proxy đối phương không có công cụ cản nhưng mà dừng đối phương nào ở đây xác định ăn cái tên sáu con này là chết chắc chắn là chết rồi nhưng mà không biết có ăn được không ấy chứ với kéo áo tràng gai thì có vẻ sẽ ăn được đợt lính 6 con cùng với con xe to xe to ok xe to tốt rồi anh em ơi miễn là được xe to you got me guys ngon luôn anh em ơi cứ ăn được lính là ok anh em nhé xác định là kèo này là kèo khó xác định là chết nhiều đấy anh em ạ vừa rồi thì dừng đối phương đánh vòng rừng ở khu vực cánh dưới lên thì uh, xác định ăn được lính xe to đấy là đi rồi và miễn ăn được lính có được lượng kinh nghiệm có được lượng chỉ số vàng là ok và tất nhiên là giữ được cả máu trụ nữa <laughs> mình nghĩ là bevez cũng có lẽ sẽ không muốn ganh đường trên nhiều nữa đâu đánh xuống cánh dưới là hợp lý rồi đường trên để có ramus nó tự sinh tự diệt đa phần là tự diệt đầu game nhiều hơn <laughs> Cấp độ 4 đánh với cấp độ 5 pha này thì dùng quy lấy level 5 với một con lính Lát tốt, đường giữa thì có mạng dành cho Elise rồi Trundle thì đang đánh cực kỳ hổ báo anh em nhé Chất tương đối phương mạnh hơn mà Belvet thì đang ở một chấm máu và quyết định đến từ Belvet sẽ là tiếp tục farm lên khu vực cánh trên Còn Elise xuống cánh dưới Bot thì Brom cùng với Dinh vừa có một pha đồ cứu rất là tốt chỉ chiêu thôi anh em ơi Tên nào cần fit để farm thì fit Tên nào không cần thì mình Khiêu khích đối phương mình farm như thế này thôi anh em Kích dư chấn và sau đó thì cuộn một cái quy lát hit rất là tốt tên từ đầu bao đối phương dựng cọc băng Đối phương đánh nhầm vào xe to Đối phương kích sẵn sàng tấn công các kiểu ở đây Level 6 trước dành cho đồ Đối phương bắt đầu tỏ cái thái độ ở đây rồi Cùng xem xem là level 6 Mình đang rất là muốn xem xem là level 6 Thì con trần đồ nó sẽ trừ bao nhiêu giáp con ra này và chắc chắn sẽ bị đối phương trừ xuống giáp cực kỳ thấp thậm chí sẽ có những tình huống bị âm giáp nha các bạn nhé. đồ đẩy trước di chuyển và sau đó thì Belvet cùng với Corki quyết định rút lui. Có level 6 dành cho Bao rồi. Boss có một tình huống không chính xác là mít có một tình huống chiêu cuối từ từ Girard và bắt chết được một con Belvet yếu máu. Có những dấu ping chấm hỏi từ từ Bao không biết là con đồ đang đi đâu. Đối Phương di chuyển ra sông một nhịp sau đó trở lại không yeah, được trên. Đây cấp độ 6 rồi anh em ơi. Cái chu yeah, cuối của trận đồ nó so that sẽ that trừ giáp và that trừ cả kháng that. phép anh em nhé. À, đối bao nói là kèo này thì nếu đối phương r mình thì mình cũng r đây đối phương r rồi anh em ơi bắt đầu tụt máu tụt oh, yeah. giáp tụt kháng phép xuống còn có 10 giáp à. vãi à. con ra vớt có có 10 giáp anh em ơi con trăn đồ thì nó hơn 100 giáp và giết nó không nổi bắt buộc phải r chạy và r chạy xong thì đối phương tốc hành lên đờ bao cũng tốc hành và sau đó thì thả diều và sau đó thì cuộn quy ra phía sau trụ để proxy chạy thành công và sẽ là một tên proxy ở đây đến từ đờ bao có khiên trụ luôn anh em mày một trăm hai mươi tiền từ khiên trụ dành cho đờ bao nói chung là đối phương r thì mình cũng r mình chạy thôi không thể đánh lại anh em nhé kể cả là bạn có đang phản đến từ w chăng nữa thì đối phương cắn vẫn rất là đau ok kịp tân lính ở trụ 2 thôi anh em nhé, không vòng được trụ 3 rồi. Lính nhà mình đến trụ 2 thì lính đối phương cũng sẽ đến trụ 2. Và tên này thì xác định ăn xong thì có thể sẽ chết. Nếu tự sát được thì tốt anh em ạ. Tự sát được không cho đối phương tiền hoặc là không cho đối phương kinh nghiệm á. Nhưng mà pha này chắc chắn là chết rồi. I can die I guess. Ok. Bán tái sử dụng để hướng tới một cái giáp gai. Ôi vừa đủ tiền luôn à. Vẫn tầm 7 phút mấy 8 phút có được cái giáp gai anh em ạ. Ngọt luôn. Tính ra cái chỉ số farm ván này vẫn rất là ok anh em nhé Mặc dù đã chết tới 3 mạng ở đây Rồi giáp gan lên lại đường trên anh em ơi Đó à, lý thuyết ở đây là đối phương R thì mình cũng R và họ thấy là con ramus này nó có rất là nhiều giáp nhưng mà bị chiêu cuốn đồ nó trừ một phát xuống còn có 10 giáp Tôi nhìn không nhầm là lần thấp nhất ở tình huống vừa rồi là 10 giáp anh em nhé lên một cái áo tràng gai trước đó mà bị trừ xuống còn 10 giáp thì đối phương gõ rõ là thấm rồi bạn sẽ không thể nào giết được đối phương vì đối phương cũng có chỉ số chống chịu rất là trâu tên trước proxy thì tên này lên lại đứng trên mất đi một con lính mà thôi Tất nhiên là trang đồ phía bên kia cũng có thể chơi theo kiểu dìu mãng xà Và dìu mãng xà là một công cụ proxy rất là tốt Cái dìu mãng xà nó vừa có hút máu Nó vừa có đam lan giúp cho trang đồ dọn lính rất là thoải mái Và đối phương đúng là lên cho mình đó là hai mảnh của dìu mãng xà rồi này rồi Bao thì chặn lính farm tốt, sau đó thì cuộn quy vòng ra sau trụ để proxy tiếp. Hôm trước thì mình làm cho anh em xem những cái giao án như là Sion đánh cùng với Ragat proxy này. ra uh, Ramus đánh với Savannah proxy này. Ván này có thể là một con Ramus proxy đánh với một con Trundle proxy luôn anh em nhé. Tốt lên 2024 nó toàn là proxy không à. Nhấp nhả liên tục tới từ The Bao và sau đó thì về farm lính đi ông ơi. À. À. Đâu ra nhiều thế Mít dừng đối phương toàn sát thương phép đấy, anh em ạ. À. Cái giáp ga này nó không đủ chống chịu Vì đối phương nhiều sát thương phép quá ừ. Nó không sao vẫn kịp cái tân lính vừa rồi Trước khi chết là ok anh em ạ à. Và trên đây các bạn thứ tư thì bắt đầu và là Tiền đến từ mạng của the bao nó ít dần đi rồi Mặc dù là không bốn cây đây Nhưng mà farm được 81 CS sau 9 phút Và mặt vẫn đang cười rất tươi Nó vẫn đang là một giao án mất proxy fit như bình thường anh em nhé <laughs> Kịch bản vẫn chưa có gì thay đổi nhiều cả Vẫn là một khởi đầu fit rất là nhiều đến từ đội bao để pha Sau đó thì cánh dưới có mạng của Zerat Đối phương cũng đi proxy ạ Tốt <laughs> là này không ai tươi anh em ơi Elise hey, đang ở cánh trên kiểm soát sâu lượt 2 The Ball thì đang đi proxy rất là chi vào đây rồi, sau một turn Proxy quyết định đến từ The Vault sẽ là làm gì với cấp độ 9 đây? Proxy trụ 3 chứ còn làm gì nữa anh em? Giờ vòng ra trụ 3 Proxy tiếp Trundle cũng Proxy trụ 3 Classic Top lane 2024 <laughs> anh em ơi Classic Top lane <laughs> Sau khi Proxy trụ 3 xong sẽ làm gì đây? Máu còn tương đối nhiều, chiêu cuối cũng còn Tốc hành sắp hồi Đi cướp bãi chim ạ à? Trời ơi ăn quái ở ở đường là nhiều rồi anh em nhá. Ăn quái ở đường là rất nhiều bởi vì là proxy nó không trượt bất kỳ một kinh nghiệm hay là trượt bất kỳ một con lính nào cả. Giờ lại còn dành tay đi cướp vãi chim nữa thì quá chill rồi. Ơ nhưng mà Chan đánh cái gì mà TP xuống bot thế ông? À, hơi bị mất chất nha. Proxy và TP xuống bot <laughs> ở tham minh 11 phút là hơi mất chất nha bro. Một pha TP xuống đổi mạng đến từ vị trí của Chan đồ và Trundle đã bị sát đao bởi Kokki à nổ hũ rồi anh em ơi. Đồng đội đã nổ hũ thành công và Dinh đã có mạng shutdown của Trundle. Ngon nha. Carry của mình có mạng shutdown. Và tất nhiên là cái timing này Trundle chết thì chắc chắn là mất khiên trụ, mất lính. Để bao thì gần như là free farm. Họ tàn phá hủy diệt húc một cái sau đó thì... Uh, tiếp tục scale lên với chỉ số farm cùng với kinh nghiệm đến từ lính. Và cả tiền đến từ khiên trụ nữa. Elise đang ở cánh trên. Trước đó thì Elise đã kiểm soát thành công sâu lượt 2 Ê mà con đồ mà có 6 sâu là hơi phiền nha Con đồ nó là một con tứ để lẻ rất là mạnh và lại còn có 6 sâu nữa Rồi tàn phá hủy diệt anh em ơi Sau đó thì vòng đi uh, proxy. Đối phương dựng cái cọc băng gọi là cho có. Sau đó thì... À, mình đi ngang qua đời nhau Cánh dưới đánh nhau nhiều thế nhở? Team chết hết ba người cánh dưới rồi kìa Elise cũng xuống cánh dưới rồi đồ có mặt ở đây. Kích tốc hành từ từ đưa bao sau đó thì lách tới lách lui Còn cái cọc băng dựng nốt đi bạn Sau đó là một tình huống beo có mặt W e đối phương lại và sau đó đối phương dùng luôn cú chiêu cuối hay không Đối phương dùng chiêu cuối và sau đó thì đối phương còn một máu Giết không nổi rồi <laughs> Âm 69 giáp <laughs> Âm 69 giáp Âm 18 kháng phép anh em thấy không Bị âm giáp và con đồ này nó quá trâu với 300 giáp anh em ạ con trăn đồ này nó hút chỉ số của con Ramos đang có dư chấn cùng với cái W lên nó có khoảng 300 giáp hơn. Belvet không thể đủ đam dứt điểm mặc dù đối phương chỉ còn một chấm máu thôi các bạn nhìn 250, 281, 312 312 giáp giết nó không nổi Còn đờ bao thì âm tới 60 mấy giáp Không thể giết nổi anh em Belvet đã bị đối phương cắn chết ở đây rồi Sau đó thì đờ bao vẫn còn chiêu cuối Siêu khích đối phương, đối phương bắt đầu gõ Đối phương cắn rất đau chiêu cuối chạy tới từ, từ đờ bao nhưng mà Pai có mặt Ây <laughs> đừng lên top các bạn ạ Tôi nghĩ là bây giờ dừng đừng có lên top nữa Không nên lên nữa anh em à Cảm giác lên giết không nổi ấy Brum thì kêu là 3 phút nữa đầu hàng Dinh thì kêu là shut the fuck up and play Nhìn con trăn đồ 300 giáp Belvet cắn không vào đam luôn anh em Đánh không ra đam một con trăn đồ quá trâu ấy vì lúc đó thì nó nhấn cái R đúng lúc mà đội đang có W Và sau đó đối phương bắt đầu cầm 6 sâu của mình gõ trụ thì gọi là Bay màu cây trụ luôn không Bay màu cây trụ 100% cây máu anh em 4 lớp khi trụ Tất nhiên đối phương sẽ không ăn được cái trụ với một con ra mất có khiêu khích Bị khiêu khích thì chắc chắn là trụ sẽ chuyển sang tấn công vị trí của trang đồ rồi Khiêu khích đối phương cạ nhẹ nhẹ và đối phương rút lui với khoảng 600 máu Bây giờ mà hở ra một nhịp là mất trụ luôn đấy anh em nhé Và con đồ này nó có được bốn nước khiên trụ Cùng với trụ một tập bản đồ thì nó đầy lẻ chắc là có kỳ chịu không nổ Băng trụ hay không? Băng trụ nổ hũ hay không? Một cú hút một kích dư chấn nhưng mà đối phương hút máu lại với mạng xà cũng là rất nhiều Đối phương tung chiêu cuối, đối phương lên bảng đếm số với mạng dành cho The Ball Ok nổ hũ rồi anh em ơi Tiếp tục bị chiêu cuối nó trừ giáp xuống còn 38 giáp này anh em này mình cảm giác là cái hút máu từ cái mãng xà bây giờ nó cũng có thể là một công cụ lật kèo rất là mạnh anh em nhé Vừa rồi đối phương hút máu lại một nhịp tưởng là không giết được Vẫn đủ sát thương tới từ đời bao Có được mạng của đường trên đối phương Zerat à, 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 có hỏa khuẩn Đối phương rót chu cuối trượt hơi nhiều Và đời bao vẫn sống như không ăn được trụ rồi Có mạng của đối phương như không ăn được trụ Và nếu như đồ hồi sinh Mà đối phương lên lại đường trên Thì bắt buộc con Ramus này phải tìm cách để proxy anh em nhé tiếp tục đóng thêm hàng tá những cái giáp lưới và Zerat đang bắt đầu đi lùng con Ramus này rồi. để bao đã về thành công. Zerat sẽ là người để lính vào, còn đường giữa thì Elise đang là người đép tạm dành cho Zerat. Bot thì có vẻ là sắp mất trụ đến nơi rồi. Dinh và Brom đang có vẻ là có một thế trận không ổn lắm, mặc dù đầu trận thì có rất là nhiều mạng. Nhưng đến cái thời điểm này thì có vẻ là đang bị thua đường đường dưới rồi. Zerat là người có được trụ, Bot cũng, có, cũng có trụ dành cho đối phương. Hai trụ cánh dành cho bên phía của team 2 cùng với cách biệt đó là 11 mạng Game khó ha Game khó anh em ạ, à. kèo khó, game khó Nhưng mà cùng xem xem là khi mà con ramus này nó scale -late được thì nó Có gánh tim được hay không khi đường đối phương đang có tới 3 AP Lượng kháng phép thì nó chỉ có 62 kháng phép tại thời điểm này của đội bao thôi nhưng mà ít nhất là lượng chống chịu hiện tại vẫn đủ để có thể proxy một đợt lính mà không ngại bị con Zerath phía bên kia nó solo kill rồi, proxy tân xe uh, to cái té ha Lách quy đối phương rất là tốt Sau đó thì vòng ra phía trụ 3 để proxy Zera bắt buộc phải đón lính mà thôi Trundle thì đã chết ở đâu rồi Trundle chết ở khu đứng giữa rồi anh em ơi Trundle ván này tôi nói thật mà nó cứ cam đường trên Nó đánh kèo một một với con mất để nó proxy ấy, các bạn Thì nó cũng rất là khỏe Nhưng đối phương cực kỳ ham vui Có vẻ là một người chơi proxy Gọi là nửa vời thì mid PK tới từ đờ bao với một mảnh kháng phép và sau đó thì sẽ là một pha kén nhện tham minh cực kỳ tốt tới từ Elise. Cú quy lên tới từ đờ bao và sau đó thì bị choáng bởi Zerath mất rồi, không tiếp cận được. Bật W ăn lính và rút lui mà thôi, đồng đội đã nằm xuống đó là hai người ở đây rồi. bị choáng bởi Zerat Zerat bắt đầu có những tình huống triển khai sát thương và nhìn đợt lính khu đường trên thì đờ bao xác định là ở lại đường giữa farm cái tân xe này mà thôi đã nổ hũ rồi nên coi chừng chết cái mạng này là 300 anh em nhá lạng lách đánh võng để ăn con xe to sau đó chưa cuối chạy được hay không một pha quy và sau đó thì không dính hàm nhai kinh hãi quyết định tốc hành quay ngược trở lại vì W đã hồi một cú hút trực diện hai thành viên đối phương và sau đó thì khiêu khích thành công một người nằm xuống bài có mặt với tướng trắng trượt đội bao vẫn đang tiếp tục tiếp cận nhưng không đủ sát thương bị Zerat W quy có mặt với một tình huống hộ vệ và sau đó thì đối phương rót chiêu cuối từ xa với hỏa khuẩn à, 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 à bị hỏa khuẩn đốt chết ạ à. tên lửa đạn đạo đến từ dinh rất tốt để giúp cho đội bao có một điểm hỗ trợ ở đây Ok đổi mạng mid game này ok anh em nhé Đến giai đoạn mid game này thì bắt đầu là một giai đoạn khó khăn dành cho tiền đầu bao Nhưng mà con mất này vẫn có thể gánh được Chỉ là né con đồ ra một tí anh em nhé Như đã nói thì con đồ này vẫn khỏe Nó ăn được bốn khiên trụ đường trên Nó ăn được 6 mạng hạ gục Tất nhiên là những cái mạng này thì nó không quá nhiều tiền bởi vì là đã ăn được những cái mạng của con Ramos nó phí cũng nhiều á. À. Nhưng mà 6 mạng về lý thuyết thì nó vẫn là một lượng tiền rất là lớn. Nó có thể là tầm 1k tiền. Dak把힌ال們, r -r 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 có vẻ là trận đầu dựng cọc băng xong rồi dinh cút rồi anh em ơi tp nữa thì cút rồi cút hẳn rồi đồng đội đã đầu hàng rồi đối phương còn ba người ở đây trong đó có tới hai pháp sư và một con Trundle, đồ đồ thì có thể sẽ không còn chiêu cuối nữa Pai cũng đã có mặt ở đây rồi một mình đối bao là hơi khó để có thể phòng ngự đối phương sáu sâu tràn vào thì hơi khó rồi anh em ơi đứng bảo kê và sau đó thì húc thẳng vào một con tròn đồ đồng đội bị dính cc và đội bao bắt buộc phải dọn lính để tránh việc mất trụ dính thêm cái r và sau đó thì có chiêu cuối từ từ đội bao nhưng mà r chạy được hay không r né được hàm nhai nhưng bị tốc biến móc đến từ Py và lên bảng điểm số ở đây <laughs> belvet đang đẩy lẻ khu đường trên với một cái trụ hai khai thác được Ôi mà sao lệch như thế mà nó vẫn chưa có tiền thưởng mục tiêu nhỉ anh em nhỉ? Bè tiếp tục đẩy tiếp khu đường trên. Bevet có một đàn đệ nhỏ ở đây Và sau đó thì Zerath trưởng kỹ năng nó thực sự là không ra đam Nhưng đối phương vẫn có thể đép được cái trụ ba khu đường trên Bevet quyết định rút lui rồi Đồ 2 sẽ là một cái rắc so anh em nhé Bởi vì đối phương có tới 3 con tướng sát thương phép Thế nên bắt buộc phải có kháng phép trong kho đồ Mà kháng phép thì Rắc so là hợp lý nhất rồi ờ, Đang là một cái tranh lệch cực kỳ lớn Sau 19 phút với tổng cộng là 15 kill tranh lệch đến từ cả hai bên Giàn trụ ngoài đối phương cũng có được tổng cộng đó là 4 trụ rồi Cho khi đó thì được bao có được tổng cộng đó là 3 trụ cánh trên Quyết định bỏ qua đợt lính phía sau để đi proxy tấn lính xe to anh em ạ Nhìn game thấy khó rồi ha Đối phương nhiều pháp sư xong lại còn con đồ nó trừ giáp Và nó khiến cho con Ramus này bị ảnh hưởng khả năng chống chịu rất khủng khiếp trong giao tranh nếu dính chu cuối đến từ đồ. Quyết định chặn lính đường trên farm và sau đó thì vòng ra đường giữa để tấn công va chạm cùng với Huy ở đây rồi Né được cú hoảng sợ Sau đó thì khiêu khích đối phương trụ bắn gần như là không có đam nhưng mà hơi mất máu cũng nhiều hơi lên bảng đếm số với mạng rồi cho dinh ok chưa ngon anh em ơi cứ mớm được mạng dành cho adc như này là ngon và tiến sau có một chút sát thương đến từ dinh để tôi carry nhá để tôi carry anh em ơi quyết định về tới từ đời bao để mua thêm trang bị và đối phương đang có một con Trundle đồ để lại khu đường dưới với 6 sâu đối phương có cực kỳ nhiều sát thương cùng với tàn phá hủy diệt một cú hút vào đến từ đời bao và sau đó thì Trundle đồ gõ liên tục vào trụ đối phương tung luôn chiêu cuối bắt đầu có dấu hiệu là trừ giáp hơi nhiều ở đây rồi 80 giáp 29 giáp 29 giáp tới từ đời bao trong khi đó đối phương có hơn 300 giáp ở đây đối phương đã có trụ rồi thì đời bao không thể giữ được cái nhà lính này nữa kể cả cái khích đối phương cũng vậy mà thôi khiêu khích đối phương và sau đó thì quy chạy được hay không đối phương cũng tụt máu rất nhiều một phá, solo kill dành cho đầu vào solo kill dành cho đầu vào mày r tao tao chạy tao r chạy mày hết r tao quay lại tao đấm mày luôn vẫn solo kill được ui ảo nhờ con ra mất hai đồ rưỡi vẫn có thể solo kill được con trăn đồ kìa anh em chiếc xe to rồi có vẻ là ok đấy chứ <laughs> Đang farm bằng thời gian và khi mà solo kia được con Trondor đường cánh thì đồ lên theo kiểu búa tiến công cùng với gươm suy vong và mãng xả Đối phương nó có một cái lông đuôi chắc là để lên cái búa tiến công đây Có những dấu ping cảnh báo và Pai đã tới với cú chuối cuối từ thần đáy sâu để lấy cái mạng của Đờ bao có thêm tiền thưởng Tiếp tục đóng thêm giáp lưới ha Thậm chí nó có thể là ba cái giáp lưới ở đây Nhưng việc mất được cái Mega này có ảnh hưởng không nhở Tôi nghĩ là xếp cái TP lại để đẩy đường dưới anh em ạ cái TP là đẩy đường dưới, nếu đối phương ăn Baron thì mình TP mình uh, cứu bổ Pai solo kill được Cocky ấy hả, sao Cocky yếu dữ vậy Cocky Cocky đang fit như, như TheBall luôn anh em <laughs> Nếu Cocky fit thế thì không thể nào farm bằng Rammus ấy, thôi quyết định bỏ Baron ha Đồng đội muốn đánh ạ, đồng đội muốn đánh và TheBall sẽ phải TP ra để đánh chung với đồng đội Nhưng mà đồng đội đang có vẻ là hơi yếu ở đây, mất nửa cây máu của Dinh rồi Chu cuối từ từ dinh, Gerard rót chu cuối từ xa và dinh thực sự là không thể giao tranh nổi. Đội vào thực ra đã nhận ra vấn đề là không thể giao tranh nên là ping đồng đội ăn rồng nhưng mà đồng đội quyết định là, là, giao tranh. Và chưa ra tới Baron, chưa nhìn thấy Baron đâu thì đã bị nó trắng cây rồi. Như vậy sẽ là một cái giáp lịch sĩ ở món trang bị tiếp theo đến từ đội vào. Không mua thêm giáp lưới nữa, mua một cái đai thanh thoát ở đây. Trăn đầu cấp độ 15. Khiêu khích đối phương lại, cho đầu bắt đầu đánh tay và đối phương có giày thủy ngân rồi anh em nhé, đối phương đã có kháng CC rồi. Sau đó thì đờ bao đang cuộn quy có bèo phía sau nhưng mà coi chừng ở trong đồ này có r nha Cuộn quy bọc đầu đến từ đờ bao rồi Không cho đối phương rút lui, cú hút thành công và sau đó thì EW đối phương bắt đầu dùng chiêu cuối Đối phương đang hút chỉ số lên và sau đó thì đờ bao vẫn có thể giật ra được Với hơn 100 giáp Đối phương hình như chiêu cuối đúng lúc mà đờ bao không có W anh em ạ Và sau đó thì sẽ là một pha WE mà thôi EW đối phương lại, đối phương bắt đầu tụt máu không phanh sau những tình huống đánh tay vào người một con ramus đang có rất nhiều đam phản Deny thành công một Baron, và Pai có mặt, Belvet đã không dính cú móc đến từ Pai. Đồng đội bắt đầu di chuyển lên, đội bao sẽ đi proxy. Pai có mặt với tiếng bắt choáng nhưng mà bắt choáng vào một con ra mất quá trâu và sau đó thì đối phương có một cái áo tràng bóng tối và đội bao bắt đầu tụt máu không phanh vì đối phương dồn sát sát phép anh em ạ. Và Pai hack được tiền nhưng sau đó thì Pai liệu rằng có sống được hay không? Pai một chấm máu, tên lửa đạn đạo lại giúp cho Dinh có mạng shutdown đao ạ. Cứ đổi mạng này mà Dinh có mạng là ok anh em nhưng mà Dinh không được chơi game vì <laughs> vì ông dinh cũng đạp vào một tỷ kỹ năng đến từ con hoaí phía bên kia. Sau đó thì Mega bot đang bắt đầu áp lực và coi chừng có trận đầu TP Quay bot này là mất nhà luôn đấy anh em nhé. Dina được thêm một buff baron đến từ Pai nhưng mà có vẻ là vẫn chưa phải thế trận ổn lắm, vẫn đang là một thế trận thua thiệt tương đối đến từ team đội bao. Mất luôn một trụ bảo vệ nhà chính bởi vì đợt lính Mega đứng dưới nó áp sát. Game khó ha, game siêu khó rồi các bạn, thua quá trời mạng luôn rồi. Quyết định sẽ là để cho Belvet dọn Mega, còn được sẽ đi tìm một con Huy đẩy cao đường trên đang bấm bề về trong bụi cỏ có tầm nhìn đối phương về rất nhanh với Baron. Nói chung là xử lý kèo với tròn đồ thì một là phải né nó ra trong lúc mà nó đang có chiêu cuối anh em nhé. Hai là ép đối phương phải dùng chiêu cuối trong lúc mà mình không có W hoặc là mình chưa dùng W. Rồi ông proxy của tôi thì tôi proxy của ông thôi Giải rát rát cuối để nhắm tới Dinh à Trận bắt đầu đánh tay tụt máu hơi nhiều nha bạn <laughs> Trận đấu quyết định là thôi bỏ ra mất đi hút máu từ lính rồi Đối phương đã có bốn tiến công Con Trundle đồ để lẻ rất là mạnh anh em nhé Nó phá trụ rất nhanh nhưng mà vấn đề ở đây là nếu mà đối phương không có lính để phá trụ Thì cũng không đáng sợ lắm Và cách để cho đối phương không có lính là mình đi proxy quyết định proxy sau đó tp tới từ đời bao để đi tham chiến ở tại khu vực cánh dưới bản đồ và đối phương đã không cản được cú dịch chuyển tới từ đời bao một cú dịch chuyển ra khu đường giữa mở thẳng vào người của một con dây rát tốc biến đi được bao tốc hành theo khiêu khích đối phương lại là có mạng dành cho belvet mà thôi có mạng cho belvet hay chưa có mạng dành cho belvet belvet nhà chân thân lên nhưng mà chu cuối thì từ nổ là quá đau ạ à. thôi tôi té anh em ơi coi chừng có pai nó rời anh em ơi hai người yếu máu này nó pai nó dứt điểm một phát là nó r liên tục đấy anh em nhé và cái Rome Empire mà ăn được mạng thì nó cực kỳ nhiều tiền Ok Nó đội hình Pog với Huy cùng với Zerath sẽ bị khắc chế bởi đội hình mở Ở đội hình mở thì Ván này bên Đó, phía Tiller Bao chỉ có, có một con tướng duy nhất mở được và và con ra là con Ramos này thôi Come on team I'll believe in you Cause I gotta go 4 v 3 đấy các bạn, để tôi đi từ 1-1 một một với con tròn đồ đường cánh cho tôi sẽ ăn hết lính của nó và không cho nó cơ hội chạm trụ giết thành công được một con Zerat giải quyết được rất nhiều vấn đề cho đồng đội và bản thân đội bao cũng sẽ có khoảng trống để di chuyển đẩy cánh như thế này không cho con Trundle nó chạm được vào công trình của team đội bao Trundle đã để lỡ mất đợt lính và sau đó thì Elis có mặt với tiếng kén hiện trượt đội bao sẽ dùng cú quy của mình để rút lui và đối phương dựng cọc băng cản được cú quy của đội bao đối phương dùng chiêu cuối và đội bao bắt đầu có dấu hiệu tụt giáp ở đây rồi Giáp tụt xuống còn có năm mươi mấy giáp mà thôi Và đối phương bắt đầu gõ như gõ đầu cá lóc rồi <laughs> à, Tất nhiên là một đối phương kéo ba người lên cánh trên như thế này Thì sẽ có khoảng trâu cánh dưới để Belvet Hay là dinh đẩy cao các đường như đường dưới cùng với đường giữa Nhưng mà con Trundle mà nó giết được con ra mất đường cánh như thế này các bạn Bắt buộc phải có người đép nha Cái tên này mà có không đép được là mất một mega luôn đấy anh em nhé Trundle đẩy rất là mạnh luôn đấy Cocky lập tức phải di chuyển chám vào vị trí của đội giải quyết xong lính thì đối phương cũng sẽ không ăn được trụ Trundle đã có một pha tiếp cận dựng cọc bằng các kiểu tấn công Trước đó thì có kỳ cũng rất là tỉnh với những pha R để trách bụi Mặc dù trách không thấy nhưng mà vẫn giữ vị trí rất là ok Dinh cũng lên phụ có kỳ đép cái tên này để tránh việc đối phương sẽ có trụ Đây là một tham minh chết mà sẽ không để mất mục tiêu lớn Vẫn khó ha rồi, đối phương vẫn tiếp tục cam ở lại và, uh, và dinh cùng với Koki đã không đép được cái tên này, chắc chắn là mất trụ hai anh em ơi. 3 giây là xong một trụ anh em ạ. Sau đó là một pha tấn công tới từ đờ bao, một pha r vào NWE đối phương và đối phương không còn chiêu cuối nữa rồi, đối phương gõ mất nửa cây máu và sau đó là mạng dành cho ai mà thôi, đối phương hồi chiêu cuối rồi. Tên lửa đã đã từ xa cũng không đủ đam vì đối phương có tới hơn 300 giáp, gần 400 giáp trong pha vừa rồi. Một pha lách lính tốt đến từ đờ bao để truy đuổi theo và sẽ là một cú hút một mạng dành cho đờ bao ở đây. Lách lính khéo thế nhờ một pha ôm cua rất khét đến từ đời bao với tình huống quy của Ramus để xuyên qua đàn lính và tiếp cận được thì đồ chỉ có đi mà thôi. Và trước đó đối phương hồi chiêu chu cuối đối phương nhấn liền đấy anh em. Và cái chu cuối con dinh lúc đó thì mặc dù đối phương ở trạng thái máu rất là yếu. Mà giáp của đối phương quá to. Và đây là một tình huống bắt chết được một con Trundle để ép Baron đời bao húc thẳng vào rừng đối phương khiêu khích thành công rừng đối phương. Elise bắt đầu đánh tay. Elise tụt cho mình đó là nửa cây máu tốc biến đi từ từ Elise. Phía sau thì Baron thuộc về cho Belvet đánh tràn ngược trở ra tới từ kỳ và sau đó thì mở thẳng vào đến, yeah, yeah. đến từ team của đội bao đối phương bắt đầu là một tình huống tan vỡ mà thôi tiếp cận đến từ đội bao húc thẳng vào kích dư chân đối phương choáng trượt cả hai hai cái e <laughs> của elis cùng với cả gerard đều trượt nhưng mà đối phương còn cái quyền trượng ở đây hết w chưa chưa hết w có mạng cho đội bao 400 trăm rất tốt một kỹ năng đối phương và đang thực sự là một con ramon gánh tim anh em à cầm hiệp baby lách rất tốt với tốc độ di chuyển đến từ giáp liệt sĩ cùng với quy tiếp tục bật w ăn lính và sau đó thì cắm mắt lách quy đối phương như tun ở đây Ok ha, có Baron rồi anh em ơi, tên lửa đạn đã từ xa đến từ dính Không trúng rồi Để bao cuộn quy tới và sau đó thì không đủ tầm để tiếp cận bị đối phương choáng Trồn rồi, hơi trồn rồi Phát này chờ hồi r là ngon rồi Vội thế Giáp lửa đến từ bao ở món trang bị thứ tư Bị deny mất bút Baron rồi anh em ơi Biết thế cuộn về dưới bot farm nhiều khi ngon hơn nữa Tính giết con Zerath lấy tí gọi là con tay ở đây nhưng không được nó không nhận đến giữa game mà con ra được gánh khỏe ha Trundle đã có cho mình một cái giáp tâm linh ở đây rồi Đối phương bắt buộc phải lên kháng phép Bởi vì là sát thương phản đến từ W của Ramus Hay là cái giáp gai nó là sát thương phép Bắt buộc phải lên kháng phép tới từ Trundle mà thôi What the fuck gì mà có kỳ bị Zerath rót chung cuối từ xa chết queo luôn anh em Dam Zerath ảo dữ đây À thật ra có không có kháng phép Có rất là mỏng và sau đó Belvet có mặt Belvet cũng có đàm phụ và đó là một mạng dành cho Belvet cú TP tới từ ai đó đến từ vị trí của Gerard thì phải đội bao sẽ hồi sinh và cản con đồ không cho nó tiếp cận trụ ba nó chạm trụ một cái là bể anh em nhé cuộn quy khiêu khích nó lại bỏ trụ tao ra mày ơi gõ tao này gõ tao gõ tao, gõ tao. bỏ bỏ trụ tao ra <laughs> Xếp, không được rồi trời ơi lính quá nhiều với sâu hư không <cười> nữa <cười> à, vẫn mất trụ ba anh em ạ lơi ra một phát là con trăn đồ nó gõ trụ luôn Chỉ cần con ra mất là chết thôi anh em ạ Belved đang kêu là đi gõ tốt cùng với tôi Belved cũng có rất là nhiều những con đệ nhỏ Tầm này đã cấp độ 18 rồi anh em ạ 30 phút cấp độ 18 rồi Với tình huống lên bản rất thì trăn đồ đang có một cái lượng thời gian trống rất tốt Để tìm được bao có thể khai thác những cái đàn đệ này Những cái đàn đệ của Belved này anh em này sẽ là một pha quy tiếp cận r thẳng vào đối phương e flat bỏ chạy có thêm choáng tới từ PI trụ đang bắn nhưng bắn có ra mất tầm này nghìn <laughs> giáp nghìn ba giáp nghìn tư giáp anh em ơi một nghìn tư giáp tới từ đứa bầu trụ bắn gần như là không vào máu luôn sau đó thì cuộn quy vòng ra phía sau đối phương we sắp hồi một pha we lao vào trong trụ nhà chính đối phương và sau đó thì bị đối phương dồn sát thương phép PI chiêu cuối dứt điểm với sát thương chuẩn Ờ <laughs> có mega là ok có mega té đi anh em ơi cho đồ hồi sinh rồi té đi anh em ơi Ram đang bị kẹt lại Belvet W được Belvet lao vào đánh tay liên tục và Belvet cũng có rất là nhiều số nội tại rồi. Trundle đang bắt đầu có những tình huống gõ nhưng mà sao thương chưa được nhiều lắm. Dinh đang cố gắng bắn đồng đội tốc biến bỏ chạy để có kỳ có được thời gian ăn trụ hai đường dưới. Một Mega và Dinh tốc biến dứt điểm một người có hưng phấn Dinh bắn tiếp liên tục vào pai liên tục vào đầu. Ngon luôn Dinh cũng ăn được rất là nhiều mạng anh em nhé. Ván này là ván mà Dinh nó ăn chiêu cuối cực kỳ nhiều mạng luôn. Belvet cũng tầm 105 số nội tại luôn rồi. Cocky Free một len đẩy thẳng vào khu vực đường dưới và sẽ có được Mega thứ hai dành cho Dinh. Mega thứ ba có lẽ cũng sẽ có cho Tinder ở đây. Trong khi đó thì hai Mega của Tinder bao thì vẫn còn chưa bể. Mega Boss thì đã hồi rồi, Mega Top thì chưa bể. Đồng đội đang có vẻ là muốn end game với một con Belvet rất là nhiều đệ ở đây. TP từ Tinder bao sau bốn ba hai một TP. TP đâu rồi? Linh 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 anh em ơi. TP gì đồng đội về hay là end game nhở Có phải là end game được, có phải là end game được anh em ơi Quy thẳng vào vị trí của Elite hay là đồ đây Một tình huống Quy vòng ra phía sau đồ Và bảo kê cho đồng đội ăn trụ một trụ bảo vệ đã có dành cho hai trụ bảo vệ luôn rồi có kỳ hơi yếu pai dứt điểm thành công đội vào đang phá nhà nhà được hay không nhà được hay không sao hết w rồi anh em ơi hết w tới từ bao rồi Chân đồ đang gõ liên tục và sau đó thì Lebo đang cố gắng đánh nhà R sang phía bên kia tiếp tục đánh nhà Đối phương đang tấn công một con mất 1 ba giáp ở đây Bèo vét đánh nhà go là win, go nhà go là win, go nhà go là win go anh em ơi go go Nhà, go go go. nhà đi, trời ơi, nhà kìa à. Chưa thể end game trời ơi Nhà chính đối phương chơi trọi và 3 mega Đối phương chỉ còn cái nhà chính tầm 1k máu mà thôi No <laughs> cái lính 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 <laughs> win à đối phương để con lính làm gì đây <laughs> uh, game còn tên ác anh em ạ <cười> <cười> không, như cái thế trận nó lúc này nó thoáng lắm rồi từ một game khó bây giờ là thế trận thành một game nó có vẻ là thoáng có vẻ là win bởi vì ba mega cùng với nhà trình đối phương một chấm máu như này thì backdoor đo dễ uh, tiếp là lúc này thì không còn cái gói hàng có kia để backdoor đo nữa một cái gì nhở

Như đã nói thì đội đối, với đối với phương ván này có rất là nhiều sát thương phép anh em ơi Nhưng đội bao vẫn build rất là nhiều giáp Và Dinh đang bị chiêu cuối của Zerath nhắm tới Zerath đang đứng gồng chiêu cuối Thì đội bao tiếp cận và sẽ là một tiếng cắm mắt để áp lực Sau đó thì rờ thẳng vào đối phương choáng xịt vai có mặt để bắt choáng Dinh bắn tên lửa đã đạo từ xa Và Zerath chỉ còn lại một chấm máu mà thôi Con ramus này nó quá trâu anh em ạ à. đồ đâu rồi, counter pick đồ đâu các bạn Đội bao chưa có W, trăn đồ tung chiêu cuối hơi sớm Nhưng mà đội bắt đầu phải chạy bởi vì đang bị tụt giáp ở đây xuống còn khoảng chừng 200 giáp và đối phương dùng chiêu cuối rất ẩu rồi con đầu này dùng chiêu cuối có vẻ là hơi sai trong tình huống này và đờ bao chui thẳng vào giữa ba bốn pháp sư đối phương quẩy một lúc và sau đó bị chiêu cuối rất điểm nhưng vẫn kịp có được một mạng dành cho đồng đội với con đầu lên bảng đồng đội thì ăn baron sau đó thì mới quyết định đi phá nhà pha này đánh có vẻ là hơi sâu đến từ đờ bao nhiều đối phương thực sự là những người này quá yếu máu luôn rồi lính quá nhiều và đối phương đã có những người cực kỳ yếu để bao bắt đầu di chuyển vét mạng Cocky chết nhưng mà Dinh bắt đầu hưng phấn Dinh có double kill, Dinh có triple kill hay không Quát ra kill cho Dinh hay không, nhà luôn là win rồi Không có quát ra cho Dinh nhưng mà game đã có dành cho Tinder Ball ở đây Đừng đội kỹ ác đi ăn Baron ấy, anh em ạ <laughs> Nhưng mà con Shandle sao không để con ramus này W hay dùng dùng cái R ấy các bạn Nó trừ giáp của con ramus này xuống âm giáp rất là nặng luôn Thậm chí là âm vài trăm giáp luôn Và cùng xem đam cuối game anh em nhá Đam cuối game sẽ là một cái bất ngờ đối với các bạn với con Ramus ván này mặc dù đánh với rất nhiều các pháp sư nhưng mà đam của nó vẫn rất to đây. 46.000 sát thương tới từ Ramus của Debuff. Trong khi đó phía bên kia thì các pháp sư có được khoảng 35, .000, 36 000 37 000 gì đó. Bởi vì đối phương là những con tướng tốc Đam rất là to nhưng con Ramus này 46 000 Nhìn các carry như là Zing hay là Corki nó cũng chỉ tầm hai mấy nghìn thôi anh em ạ. Nhưng con Ramus này phản tới 46 000 đam anh em ơi. Một kèo counter pick cho Trundle nhưng mà đồ mặc dù có lợi thế đi đường vẫn không thể cụ thể hóa cái khả năng đẩy lẻ. Bởi vì cũng không có lính để chạm trụ tất nhiên là mỗi lần mà có lính đối phương đều có được những lượng, trụ rất là ấn tượng ở đường cánh ví dụ một megabot một trụ bảo vệ chính hay là trụ thứ ba đường trên nhưng mà không end game được còn đội bao thì vẫn phát huy tác dụng rất là tốt với một con ra mất gánh tim ở một thế trận mà thực sự là đồng đội đã rất là nản đấy game này là một game mid game con thấy là đồng đội đầu hàng đội bao vốt không và vẫn có thể gánh tim được dạng mid game rất là tốt ha rồi cảm ơn anh em hẹn gặp lại anh em ở những khác trên kênh văn tùng anh em nhá bye bye